muốn là anh cầm mấy chụp đèn ở đâu vậy anh cứ? Cái này là mấy cái đế để bỏ lên bông lên cái đèn bông gì? Ừ. Tức mình nay mình làm cái gì? Anh đang chuẩn bị để quay mấy cái bông nè. Hôm nay mình quay máy vừa kẹt này hả anh? Đó. Lắm anh nhìn đẹp quá anh ơi. Rồi. Nhưng mà dạ. em thấy hai cái đó nó bằng nhau á. Hai chân đế nó bằng có hai cái bằng nhau còn một cái nó keo hơn nhỉ. Cao thấp. Cái đẹp đúng không? Dạ. Đấy, cái này được chưa? Chỗ này được nhưng mà hai cái kia nó bằng quá. Rồi đó, nên bỏ lên này nha. Bỏ lên cái chậu trồng rau luôn rồi anh. Chạy luôn. Anh thua là ở trên nó đẹp thôi, dưới đó mà. Cái này cũng bằng nhau đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Cái này nó cao lên chút. Trời nha. Trời ướt mấy bao đầu phân trùng quế anh ơi. Sao đâu, cái này nó nhớ trong bịch mà. Phân bón rồi. Chưa được chưa? Hơi nghiêng, còn hơi nghiêng anh. Hả? Còn hơi nghiêng kìa. Ok. Chưa. Rồi. Bây giờ qua đây nè. Thôi chờ xíu, đây. Nên lấy hai cái chậu này vô. À. Dạ. Chưa. Anh phối cái này nha. Anh nhắc phối cái này trước nha. Dạ. Đó, cho 4 chậu này vô. Cho 1 chậu dài. Rồi. Được 1 chậu dài. Rồi, phối tiếp nha. Đây. Cái màu nó chưa đều anh ơi. Cái màu đỏ đậm á, đỏ đậm với lại màu hồng nhạt á, anh bỏ màu chậu bên đi. Rồi. Đỏ đậm, hồng nhạt. Rồi, nó kẻ lắm đó. Đỏ bên. Rồi. Để vậy luôn hả anh? Đâu chưa được, nhìn nó hai bên nó kỳ á. Đó, cái đó vừa rồi anh. Chưa đúng không? Dạ. Ta bỏ ba cái chậu này cho nha. Được, mà em thấy nó nghiêng á. Cái chậu chân còn nghiêng à. Chắc mấy bao phân ở dưới á, nó bị chênh á. Rồi. Còn chậu cuối. Mình cũng chơi ba luôn. Cái gì chơi đó? Đó được chưa? Khớp rồi ha. Dạ, khớp rồi. Rồi. Bây giờ thấy chưa? Rồi, thôi, nha. Có gì xem báo em. Chào. Lát em quay làm sao? Từ bây giờ để nó nhát đã, coi nè. Cái này thì giờ để trước ha. Dạ. À,
hai bên vậy hả anh? Thấy nó anh đó không có sen gì đó mà như như chỗ mà sân người ta làm tiệc cưới vậy. Cần dẫn không? Chưa được anh ơi. Cũng chưa được hả? Chưa được, sao bây cái này khó tính quá à. Để em bây giờ mình để mình chỉnh lại nha. Để chơi về đi. Này, để dày được rồi anh, để dày giống như mấy người lên nhận huy chương của Thế vận hội Olympic à. Hai người đứng hai vừa bên, người đứng ở giữa là dễ nhất rồi. Lên nhận huy chương chứ đúng không? Ổn chưa? Ờ, dày dày ổn nè anh. Ok đúng không? Lát anh em đi từ sau đây em đi tới trước hả? Ừ. Rồi anh giới thiệu cũng sao? Trong cái công dụng á. Dừa cạn hoặc là hoa dừa, hoặc là hải đăng, còn là hoa nhật tân, nó hoa tứ kỳ nữa, tức là nó ra qua năm vậy đó, mà nó dễ chơi lắm. Là mình nói cái tên nhiều tên, nó tới 4-5 tên. Wow. À, thứ hai nữa là cái công dụng của nó là nó nhiều màu nè, màu hồng nhạt, rồi màu đỏ đậm, màu tím, không à, nó tới 5-6 màu lắm. Cái này cái bên này là họ hồng. Màu hồng nhạt nè, hồng đậm chứ nè, đó. Hai cái màu hồng này nó đứa là không, nó là màu nó đa dạng, người ta thích chơi là bọn. Cái công dụng mà về chữa bệnh á, hay lắm. Nó là chữa bệnh là tiểu đường, còn thiếu cấp cao á, à. Ừ. Hoặc là cả bệnh ung thư nữa, à, ung thư là bệnh gọi là bệnh tăng bạch cầu á. Nó chữa tốt lắm. Nên là trong y học á, về cái thuốc mà thuốc nam á, mình là dân gian mình á là lấy cái bông này nè, bông tươi này là mình bỏ cái nước sôi luôn, bỏ nước sôi uống như thay nước chè vậy đó. Là làm như cái uống chè vậy hả? Mình uống mỗi ngày. Còn không thì cái bên dược á, người ta phối với những cái thuốc khác nữa để ra những cái ba thuốc mà trị ung thư, tiểu đường đó. Mà nó có hai giống nha, anh để ý nha. Cái này những cây ở trên cao này là bông là gì, giống rủ, dừa cạn rủ, thấy không? Tức là cái nhánh nó rủ cái nè, anh để ý thấy không? Đó, dừa cạn rủ, còn đây là dừa cạn đứng, thân đứng nè. Cái dòng thân đứng này anh trồng ở ngoài đất á, nó lên cao lắm, nó lên cỡ này nè. Rồi cái giống đứng thì nó mạnh hơn. Rồi giống rủ này là người ta trồng trong chậu thôi. À, là lát mình bảo là lát anh qua đó anh giới thiệu lại, mình kêu là mấy cái đó là trồng khuôn viên. Ừ. Khuôn viên. Cái này trồng khuôn viên, trồng dạ. Đất trên tốt à. Còn cái này là trồng trang trí ở trong nhà. Trồng trang trí mình treo ngoài ban công. Đúng rồi, trồng ban công đó. Rồi. Anh lát anh đứng với đó giới thiệu luôn nha. Rồi. Em thấy đứng với đó đẹp quá. Rồi. Xong chưa, công tác chuẩn bị xong chưa? Rồi anh em mình làm nha. Rồi ok. Rồi. Bye nha.